Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh máy khoan viên cũ nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay máy khoan hàng rời để cho mọi người xem lựa mua nhé. À, mọi người xem video thì like video giúp mình nhé. Và ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây, đầu tiên là con máy bắt vít Makita 12V, thang rời thang ngoài nha mọi người. Chưa chạy nha mọi người, con này chưa chạy. Chưa chạy nha mọi người. Makita 12V, thang rời thang ngoài, máy bắt vít. Đây là con số 1. Số 1 201. Chưa chạy nha mọi người. Số 2 là một con máy khoan Nati 7V2, khoan Nati 7V2 nha mọi người. Trái phải ok. Nhanh chậm ok cho mọi người, nhanh chậm ok. Đấy, con này thì không điều tốc, không thắng gì rồi. Người ta không sản xuất điều tốc, không sản xuất thắng nha mọi người. Đấy, đào không bị cạt nhé. Đấy, 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Con này con số 2. Số 2. Con này 170.000. Số 3, một con máy bắt vít Makita 12V. Cái cò nó bị cắn cắn gì rồi. Máy thì có chạy đây nhưng mà cái cò nó bị cắn cắn gì rồi nha mọi người. Đấy, mọi người phải về vệ sinh lại cái cò nhé. Đấy, cò nó bị lỗi cái gì rồi, cắn cắn cái gì, về mọi người vệ sinh kiểm tra nhé. Con này con số 3. Số 3. Con này 180.000. Số 3 180.000. Số 4 là một con máy bắt vít này, Power Tool 12V nha mọi người. Điều tóc thắng ok, đảo chiều ok nha mọi người.
Tàu không rơi, chỉ hơi nhích nhẹ thôi, không bị cạt nhé. Còn này số 4, 240. Số 5 là một con máy bắt vít Nati 12V, bắt vít Nati 12V EZ6602. Trái phải ok, thắng ok, mắc tùy tóc nha mọi người. Đào hơi nhích nhẹ nè, không bị cạt nhé. Trái phải ok, thắng ok, nhưng mà mắc tùy tóc. Đó là con số 5. Số 5. Con này 201. Số 5 201 nha mọi người. Số 6, một con máy khoan Ryobi 9.6, khoan Ryobi 9.6 nha mọi người. Khoan Ryobi 9.6. Điều tóc thắng ok, đảo chiều ok nè. Đây, 5 cấp trượt, 1 cấp khoan nhé. Nhanh chậm ok nha mọi người. Full chức năng. Con này con số 6. Số 6. Con này 220.000. Số 6, 220.000. Số 7. Số 7 một con máy bắt vít Nati AZ601 12V nhé. Điều tốc ok. Mắt thắng nhau. À, thắng lúc có lúc không. À. Dơ cò thắng lúc có lúc không nha mọi người. Đấy. Có thắng nha mọi người. Điều tốc ok, thắng ok. Đảo chiều ok nhá. Đấy. Đào không rơ, chỉ hơi nhích nhẹ thôi, không bị cạt nhá. Số 7. Số 7. Con này 290.000. Số 8 là một con máy bắt vít xích 14V4, thằng rời thằng ngoài. Điều tóc thắng ok. Đảo chiều ok. Còn sáng đàn này. Đào không rơi, chỉ hơi nhích nhẹ thôi mọi người, không bị cạt nhé. Đấy. Ok. Con này vệ sinh ra khá là đẹp đây. Con này con số 8. Số 8. Con này 390.000. Số 8, 390.000 nha mọi người. Yeah.
số 9 là một con máy khoan Ryobi 12V, máy khoan Ryobi 12V, đầu 13 ly nha mọi người. Đầu 13 ly. Điều tốc thắng ok. Đảo chiều ok nhé. Đào đang bị cạc này, về mọi người nha. Đánh sơ đi cái nhỏ nhất của cái gõ nhé. Nhanh chậm ok nha mọi người. Nói chung con này full chức năng, chỉ có bị đào bị cạc một tí thôi. Số 9. Số 9 350.000. Số 10 là con máy Bakvik Makita 12V, thăng rời thăng ngoài. Hơi bị cứng cạc một tí. Đấy. Bị dơ cái cò. Đây. Khó chạy đây mà cái cò nó dơ quá nha mọi người. Đây nè. Đấy. Cò với thang nó dơ. Đây là mọi người về vệ sinh đi nhá. Vệ sinh kiểm tra nhá. Đấy. Đây. Con này con số 10. Số 10. Con này 201. Số 10 201 nha mọi người. Số 11 là một con máy Bakvik, máy khoan Nati 12V, AJT105. Khoan Nati 12V nha mọi người. Trái phải ok, thắng ok. Con này người ta không sản xuất điều tốc nha người. Nhanh chậm ok. 21 cấp trượt một cấp khoan ok. Con này con số 11 300. Mười hai là một con máy khoan Makita 9V6, nó khoan Makita 9V6 nhá.
Điều tóc ok, thắng ok, đảo chiều ok nha mọi người. 5 cấp trượt, 1 cấp con. Đầu đang bị cạp về mọi người, nhỏ nhất, rõ nhất. Con này con số 10, 12. 12 đúng không? Số 12. Con này 170.000. 12 170.000 cho mọi người. Số 13 là một con máy khoan 12V Nati có búa khoan tường nha mọi người. Có búa khoan tường nhé. Ok. Vì tóc thắng ok, đảo chiều ok nha mọi người. Đào đang bị cạt thế này. Để mình thử búa cho mọi người nhé. Đấy, búa rất là mạnh nha. Còn chế độ không búa này. Ok. Nhanh chậm ok nha mọi người. Đấy. Ông này full chức năng. Đào đang bị cạt nha mọi người. Ông này con số 13. 13. Con này 450.000. 13 450.000. Mười bốn là một con máy bắt vít xích 14V4, xích 14V4, thằng rời thằng ngoài nha mọi người. Tóc thắng ok, đảo chiều ok, nhưng mà nó bị dơ quá này. Đào hơi rơi nhá, đào rơi nha mọi người. Đấy, không bị cạc này. Đấy, mọi người mở ra vệ sinh đi, thấy không? Nó kêu đấy. 14 390.000. 14 390.000. Mười lăm là con máy khoan Ryobi 12V nhé, khoan Ryobi 12V. Trái phải ok, thắng ok nha mọi người. Đấy, đào không bị cạc nhé. Đấy, 15, 20 cấp trượt, 1 cấp khoan nhé. Đấy, 20 cấp trượt, 1 cấp khoan. Nhanh chậm này, nhanh chậm ok, máy rất là êm luôn. Con này con số 15. 15. 320.000. 15, 320.000. Mười sáu là con máy bắt vít Makita 12V. 3 ok. Đảo chiều. Đảo chiều ok nha mọi người. Hơi kêu một tí, với lại cái nắp cò nó bị nứt nè. Nhưng không ảnh hưởng gì nhá, về mọi người dán sơ lại thôi. Nứt chỗ này mọi người về đãi ra dán sơ lại.
Con này con số 16. 16 250.000. 16 250.000. Mười bảy là một con máy khoan xích 12V. Điều tóc thắng ok, đảo chiều ok, đào không cạt nha mọi người. Này, nhanh chậm nè. Ok, nhanh chậm ok. Này số 17. Số 17. Con này 340.000. 17 340.000. Mười tám là con máy khoan Nati, máy khoan Nati 12V nha mọi người, khoan Nati 12V. Con này nè, thì một nửa vỏ bên này nó bị nứt bể này, nứt bể chỗ này nè. Về mọi người lấy dây kẽm buộc qua xong rồi mọi người dán lại nhé. Này, cái này thì nó cũng không ảnh hưởng gì máy, vẫn xài được bình thường, chỉ có là thẩm mỹ thì nó hơi bị khó chịu thôi. Ok. Chưa chạy nha mọi người. Chưa chạy, chưa chạy. Đấy. Chưa chạy nha mọi người. Đấy. Con này mình không nhớ nữa, không biết là nó có ngắt lực hay không. Mà theo mình nhớ là như con này có ngắt lực nha mọi người. Đấy. Đấy, tạm thời đây 21 cấp và một cấp khoan. Đây. Đào autolock 10 ly nhá. Ok. Chưa chạy nha mọi người. Con này con số 18. 18. Con này bị gãy vô này. 180.000. Mười chín là một con máy bắt vít Evalue 12V. Rồi, cò nó bị dơ, nó cạt luôn rồi nha mọi người. Chưa chạy đi. Mấy cái cạt cò này thì nó không tiếp xúc được đâu. Mọi người về vệ sinh đi nhé. Con này chưa chạy nha mọi người, chưa chạy. Số 19. 19. Con này 170.000. 19 170.000. Hai mươi. 20 là một con máy bắt vít Makita 12V, thăng rời thăng hòa. Điều tóc thắng ok.
Đảo chiều ok nha mọi người. Đảo không rơi, chỉ hơi nhích nhẹ thôi. Không cạc này. Đây. Con này con số 18, 19, ngoài số 20. 20. Con này 340. 20, 340. Hai mươi mốt là một con máy khoan và khoan tường có chế độ khoan búa khoan tường nha mọi người. 12V nhé, 12V Hitachi nha mọi người. Chưa chạy nha mọi người, cỏ nó bị đơ đơ này à. Đấy, về mọi người vệ sinh kiểm tra nhé, chưa chạy. Con này con số 21 chứ. Số 21. Con này 290.000. Đấy. Số 22 là một con máy cắt thạch cao, máy cắt vật liệu mềm rồi đây. Nati nha mọi người, Nati 12V. Này, ôi cho con. Ok nhá. Đấy. Máy chạy êm ru. Con này số 22. 22. 290.000. Ok. Số 23 là con máy bắt vít Nati 12V 6561. Điều tốc thắng ok, đảo chiều ok, máy rất là êm luôn, đào không rơ, hơi nhích nhẹ thôi, không bị cạc nha mọi người. Này số 23. 23, con này 300. 23, 300 nha mọi người. Hai mươi bốn là một con máy khoan Makita 9.6 nhé, máy khoan Makita 9.6. Điều tốc thắng ok, đảo chiều ok nha mọi người, đào không bị cạc này.
Con này là con số 24. 24. Con này 180.000. 24 180.000 nha mọi người. Hai mươi 25 là một con, tiếp tục một con máy khoan Makita 7/2. Con này 7/2 nha mọi người, 7/2 nhưng mà không có vỏ pin 7/2. Đây có vỏ pin 9/6 này, bỏ vào cho mọi người đây. Nhá. Ok. Bỏ vừa như thường nha mọi người, về dễ đóng pin hơn nữa. Con này 7/2 nha mọi người. Đấy. Trái phải ok, đào đang bị cạc. Đấy, thắng ok, không có điều tốc nhé. Con này số 25. 25. Đây. 140.000. À, 100 rồi, 140.000 đi. 140.000 nha mọi người. À, 26 là một con máy Mavic Makita 12V, thang rời thang ngoài. Hình như mắc cái nắp thang rồi sao mà thấy nó dán dán này, hay bể nắp thang gì đó, kể đi nha mọi người. Đấy. Mà bể cái nắp thang nào. Sơn đang thui. Chưa chạy luôn. Thì ở chỗ cái thang này, về mọi người mở ra kiểm tra nhé. Con này coi như mình bán cho mọi người lấy xác về, mọi người thay cho nó. Người ta sơn màu và nhìn cũng xấu á. Đấy. Con này con số 20 mấy rồi ta? 25. Này số 26. 26. Con này mình bán á 150.000. 26 150.000. Hai mươi bảy là một con máy khoan Nati. Máy khoan Nati 12V, hay với T103 nhé. Cứng đờ, cứng cái đạo rồi, chưa chạy nha mọi người, chưa chạy. Con này con số 27. 27 máy khoan Nati 12V, chưa chạy. 27 201. 201 nha mọi người. Hai mươi tám là con máy Mavic Makita 12V, thang rời thang ngoài. Điều tốc thắng ok. Điều tốc thắng ok, đảo chiều ok rồi, đào hơi rơi nhá, đào rơi nhá. Không bị cạc này. Ok. Con này con số 28. 28, con này
Đào, con này à 280.000. 280.000 nha mọi người. Số 29 tiếp tục một con máy khoan Makita 12V thang rời thang ngoài. Máy cả em dễ sợ, điều tốc ok, thắng ok nha mọi người, đảo chiều ok. Con này con số 20 28 20 28 như có đâu ta. 20 29. Số 29. 29. Đây. Đào không rơi nhưng mà đang bị cạc nha mọi người. Con này mình bán 290.000. 290.000. ba mươi là con máy khoan Nati 12V, khoan Nati 12V AZT 108. Trái phải ok, nhanh chậm ok nha mọi người. Nó có 18 cấp trượt, một cấp khoan. Ok, con này full chức năng, full chức năng nha mọi người. Con này số 30, 30, 300, 30, 300. Ba mươi mốt là một con máy bắt vít Makita 9V6 này. Ồ, nó bị cái lưỡi cắt thì nó cắt bị xém vào cái nhựa chỗ này này đấy. Ok, nó bị dơ quá, nó cạt nha mọi người, nên lúc nó chạy nó đá này, nó đá tại vì chỗ này nó bó quá nên nó đá bướm. Điều tóc ok, thắng ok nha mọi người. Ok. Đấy. Đấy, mọi người về mở ra vệ sinh đi nhé. Con này số 21. 21. À, con này 130.000. 21 130.000 nha mọi người. Hai mươi hai là một con máy khoan Nati 7V2. Con này bên trong mình không có thử được, đào không bị khạc này. Đấy, bán chưa thử như thế này cho mọi người nhé. Con này thì máy khi nó cháy tao chỉ có là bị hư pin thôi, mọi người về đóng lại pin. Con này số mình nhầm là ta. Con này số 31 nha mọi người. Con này số 31 nha, không phải 21 nha. 31 nha. Rồi. Con này số 32. 32. 32, con này 130.000. 32 130.000. 30
33 là một con máy khoan Yemen 7V2, khoan Yemen 7V2 nha mọi người. Đấy, con này cũng bên trong mình không có thấy thử được, đào không có cạc này. Đấy. Mọi người về tự thử nhé. 32 90.000. Đấy, 7V2. Con khoan Home Tool bên trong luôn, 4V8. 4V8 này về mình cũng đóng pin cũng thành, đóng thành 7V2 hết nha mọi người. 33. Này, 90.000. 34. Tiếp tục con máy khoan Yemen 7V2 nhé. Đấy, con này đầu đang bị cạc này. Con này số 33 32 31 31 32. Rồi, hai số 32 rồi. Ok đi. 33. Số này số 34. 34 nha mọi người. Con này 90.000. 94 90.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại bán hàng mình có ghi ở cuối tiêu đề video, mọi người xả cái tiêu đề xuống là mọi người sẽ thấy nhé. 0854901685. Mọi người xem thì vui lòng like video giúp mình. Đấy, ủng hộ kênh mình, với lại mọi người chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.